Chương 1 Squitter, tới biểu diễn một chút kỹ năng tuyệt học. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Mà đô thành phố Nếu như nhớ không lầm, chắc là nơi đây, nhưng... Ăn mặc một cái lam sắc quần sốc, hai cái trắng nõn thon dài chân dài thập phần hấp con người thiếu nữ bạch thiển thiển nhiên đầu nhìn phía trước mặt tiền cửa hàng. Sau đó cùng điện thoại di động của mình bên trên gửi tới địa chỉ so với một cái, vị trí hẳn không sai cửa tiệm lắp đặt thiết bị ngược lại là thật không tệ, nhìn qua hẳn là khá cao đẳng cấp. Nhưng bằng hữu giới thiệu tên tiệm rõ ràng là May A cửa hàng thú cưng, nhưng này tiệm tên tiệm cũng là Pokemon Chi Gia cửa hàng thú cưng. Đây là ý gì? Hơn nữa tên tiệm bên cạnh con kia màu bạch kim dương đà phim hoạt hình logo nàng cũng chưa từng thấy qua. Tính rồi, vào xem. Tới đều tới, bạch thiển thiển đi vào căn này tên là Pokemon tiệm. Hoan nghênh Quang lâm. Vừa vào cửa, trong trẻo giọng nam liền truyền vào Bạch Thiển Thiển trong tay. Ngươi tốt. Bạch Thiển Thiển tò mò nhìn lại, là một vị khuôn mặt tuấn tú ăn mặc đơn giản nam sinh, khí chất cũng rất sạch sẽ, nhìn qua dường như cũng liền chừng 20 tuổi. Sau đó Bạch Thiển Thiển nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng trong điếm, trong điếm không gian cũng không tiểu, thế nhưng mặt đất cũng rất sạch sẽ, trang sức cũng có chút đơn giản, cũng không có cái gì không dễ ngửi mùi vị ngược lại có một cổ nhàn nhạt tươi mát mùi vị. Nhưng là, cái này. Cái này không giống như là cửa hàng thú cưng à. Bạch thiển thiển trên đầu dâng lên một cái dấu chấm hỏi, tuy là nàng vẫn là lần đầu tiên tới cửa hàng thú cưng, nhưng liền coi là sạch sẽ cửa hàng thú cưng, cũng không phải trong điếm liền một chỉ sủng vật đều không có chứ. Cái kia ta có thể xin hỏi một chút, ngươi tiệm này là cửa hàng thú cưng sao? Bạch thiển thiển tò mò đối với nam sinh hỏi đúng vậy a tiểu tỷ tỷ si sơn mỉm cười trả lời mời ngài ngồi si sơn mang theo bạch thiển thiển ngồi xuống khu nghỉ ngơi cái này nhưng là hôm nay chính mình đợi một cái khách nhân a à. cảm ơn nhưng là ngươi trong điếm bạch thiển thiển rất lễ phép cảm tạ một câu sau đó nghi ngờ lên tiếng là như vậy bản điếm cũng là mới mở mới chỉ có hai ngày hơn nửa tiệm của ta tương đối đặc thù hơn nữa bán sủng vật cũng đồng dạng tương đối đặc biệt. Season đối với Bạch Thiển Thiển nghi hoặc rất rõ ràng, kiên nhẫn giải thích. Đặc biệt sủng vật. Bạch Thiển Thiển sửng sốt, thường gặp sủng vật rất hiển nhiên chính là đại chúng mèo chó chim ngư, cái kia đặc thù sủng vật đâu. Bạch Thiển Thiển lập tức liền nghĩ đến những độc chất kia sủng bò sát sủng các loại sủng vật, trắng noãn khuôn mặt có chút không khỏe. Nàng có thể không có chút nào thích loại này sủng vật a? À? Xin lỗi A Tiểu Ca Ca, ta cũng không muốn nuôi bò sát sủng, ta đi những tiệm khác nhìn. Bạch Thiển Thiển lúc này đứng lên đối với Si Sơn nói xin lỗi. Đừng nóng vội A Tiểu tỷ tỷ. Ngài có thể có chút hiểu lầm, ta chỗ này sủng vật cũng không phải là ngài nghĩ như vậy. Si Sơn vội vàng hướng Bạch Thiển Thiển nói, khá lắm, hắn hai ngày này mà lại còn không có bán một chỉ Pokemon đi ra ngoài đâu. Cái này khách hàng tuy là nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng Si Sần vẫn có chút nhãn lực. Bạch Thiển Thiển trên tay mang vòng tay cùng với trên cổ Hạng Liên đều có giá trị không nhỏ, hiển nhiên đó là một trong nhà có tiền đại tiểu thư a. Bạch Thiển Thiển bước chân dừng lại, quay đầu nhìn Si Sần. Ta nói đặc thù là bởi vì ta nơi này sủng vật là hiện nay trên thị trường còn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Ngài có muốn tới hay không nhìn một chút không? Cũng sẽ không lãng phí ngài bao nhiêu thời gian. Si đối với Bạch Thiển Thiển thành khẩn nói, em. Bạch Thiển Thiển mắt to nháy hai cái, có lẽ là bởi vì Si Sần cái này sạch sẽ nam sinh vẫn là cho nàng tốt ấn tượng đầu tiên, tốt lắm bá. Bất quá tiểu ca ca ta đầu tiên nói trước a, trước hết nhìn, nếu như không thích, ta sẽ không mua. Khẳng định, ta nhớ ngài sự lựa chọn này là chính xác nhất. Si Sần hết sức cảm động, phúc thử tiểu ca ca không cần khách khí như vậy chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, ngươi tổng dùng giọng tôn kính ta lão cảm giác là lạ. Bạch Thiển Thiển không khỏi che miệng cười khẽ. Khách hàng chính là thượng đế nha, tới tiểu tỷ tỷ, ngươi tới ấn vào cái này. Si Sơn cầm lấy trên bàn giống như cứng nhắc một dạng đồ vật đưa cho Bạch Thiển Thiển. Đây là Pocket, tuy là ta đây gian cửa hàng thú cưng không phải đặc biệt lớn, bất quá sủng vật loại hình thập phần phong phú A. À. Trước mắt nói không có nói cung cấp trực tiếp tuyển trạch, là do khách hàng tiến hành ngẫu nhiên rút ra, ta vẫn luôn tin tưởng, duyên phận là ông trời chú định. Sủng vật là làm bạn mọi người chân thành nhất đồng bọn cùng bạn, như vậy tiểu thư tỷ bằng hữu của ngươi sẽ là cái kia vị đâu. Đi thử một chút a. À. Si sơn đối với nghi hoặc nhìn kỹ cùng với chính mình bạch thiện thiện mỉm cười giải thích. Mặc dù nói rất cao lớn bên trên, nhưng trên thực tế đơn giản lý giải chính là, ngươi chỉ có thể làm ngẫu nhiên quốc, không thể tự do tuyển trạch hát vậy còn thật thú vị nhưng hiển nhiên ngôn ngữ nghệ thuật chính là thần kỳ như vậy bạch thiển thiển bị si sần nói hấp dẫn hứng thú nhận lấy cái này cái gọi là pocket bạch thiển thiển điểm vào pocket màn hình đại đại go bên trên sau đó màn hình bắt đầu nhanh chóng hoa động từng cái hình ảnh hát ảnh ở trên màn ảnh không ngừng chuyển qua tuy là đều là hát sắc nhưng hát ảnh biên giác các loại các dạng ngoại hình làm cho bạch thiển thiển rất là tò mò hơn nữa luôn cảm giác có hắc ảnh dường như rất cổ quái a à, làm sao cảm giác cánh dài cái kia giống như vậy tây phương trong thần thoại huyễn tưởng chủng phi long thời gian mấy hơi thở qua đi hắc ảnh chậm rãi dừng hình ảnh không chỉ là bạch thiển thiển liền si sần cũng là hiếu kỳ thăm dò nhìn sang hy vọng là cái khả ái một chút manh manh đát gia hỏa ngàn vạn lần không nên là rác ta ta y loại này si sần trong lòng cầu nguyện dù sao bạch thiển thiển tiểu thư này tỷ đều đã nói thẳng nàng không thích bò sát sủng. Nếu thật là Icans như vậy rắn đuôi chung loại hoặc là Abot như vậy rắn hổ mang loại, cái này khách hàng phỏng chừng lại lưu. Lão bản, là cái này sao? Hình ảnh từng bước rõ ràng, Bạch Thiển Thiển đem Pocket hướng về phía Season tò mò hỏi. Hình ảnh bên trong biểu hiện là một chỉ giống như ô quy một dạng sinh vật, đại đại quan đầu não túi, làm sắc thân thể màu đỏ lưng rùa, nhìn qua rất khả ái thấy vậy si sần trong lòng nhẹ thở vào một cái, còn tốt là đầu trọc vương bác. Đúng vậy đâu tiểu tỷ tỷ, vận khí của ngươi rất tốt a, à, nó gọi Squitter, là một phi thường thích hợp như ngươi vậy tân thủ, đồng thời phi thường có thể tin đồng bọn. Si sần đối với bạch thiển thiển mỉm cười nói. Nhìn qua xác thực phi thường manh ai, xin hỏi bây giờ có thể mang đến cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên có thể, xin ngại chờ một chút. Si đối với bạch thiển thiển hơi thi lễ phía sau đi về phía trong điếm cách gian. Một phút đồng hồ sau, si sần ông một chỉ lam sắc tiểu vương bác đi tới bạch thiển thiển trước mặt. Chính là cái này sao? Bạch thiển thiển đại nhãn tình sáng lên, ngạc nhiên nhìn Squitter. So với hình ảnh bên trong muốn càng thêm khả ái, viên kia viên quan quan đầu, thủy ung ung mắt to càng là tràn ngập linh động cùng hiếu kỳ. Đúng vậy, Squitter, thích cái này cái tiểu tỷ tỷ sao? Si xoa xoa Squitter đầu, đối với Squitter cười hỏi. Squi Squi Squi, Squitter nháy mắt một cái, sau đó huy vũ cùng với chính mình tiểu ngắn trảo đối với Bạch Thiển Thiển chào hỏi, dùng thanh thúy non nớt tiếng kêu biểu đạt cùng với chính mình thích. Ai? Ô quy tiếng kêu là như vậy. Bạch Thiển Thiển sửng sốt, nhưng lập tức trong ánh mắt quang sáng lên, lập tức đem sự nghi ngờ này quên mất. Hoa nó còn nghe hiểu được ngươi nói chuyện sao? Bạch Thiển Thiển kinh ngạc vừa vui sướng nhìn lấy Squitter, thật thông minh ai. Đúng vậy, Squitter là chỉ số IQ cao vô cùng sinh vật, tuy là nó không thể cùng ngươi dùng ngôn ngữ của nhân loại giao lưu, nhưng nó lại có thể hiểu ngươi mong muốn biểu đạt ý tứ. Đồng thời Squitter còn có truyền thống kỹ năng tuyệt học A. À? Season đem Squitter đưa cho Bạch Thiển Thiển, Bạch Thiển Thiển cao hứng tiếp nhận dùng ngón tay hiếu kỳ lại vui vẻ nhẹ nhàng gõ lấy Squitter đầu trọc cùng hai gò má, và dẻ xúc cảm ngoài ý muốn tốt. Cái gì kỹ năng tuyệt học? Squitter, cho tiểu tỷ tỷ biểu diễn một chút, sử dụng Water Gun. Season cầm lấy bên trên một lần ly giấy vứt lên. Squee, Squitter hai má một trống, sau đó một đạo tiểu hình thủy trụ bắn ra, trực tiếp đánh trúng giữa không trung ly giấy. Chính là Water Gun. Bạch thiển thiển một trừng khẩu ngốc cái này chỉ làm sắc vương bát, cư nhiên sẽ phun nước. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 02 Cái này đầu trọc vương bát người bán 200 ngàn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Khá lắm, người nói biết phun nước cá voi, bạch thiển thiển thật đúng là gặp qua, nhưng người nói biết phun nước vương bát, người gặp qua. Ngược lại bạch thiển thiển chưa thấy qua. Thật là lợi hại qua nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Bạch Thiển Thiển càng yêu thích nhìn Squitter, không chỉ có bề ngoại khả ái manh manh đát, lại còn có như vậy kỹ năng tuyệt học ai. Tuy là mới vừa đào kia thủy trụ cũng không lớn, nhưng cái này cũng đầy đủ thần kỳ. Squy dường như minh bạch bạch thiển thiển là đang khen chính mình, Squitter mắt to đều hiếp thành một đường mây, hơi ngẩng lên cầm tiếng kêu phi thường kiêu ngạo. Đó là một loại cực kỳ nhân tính hóa kiêu ngạo tâm tình, Bạch Thiển Thiển cùng Si Sần đều có thể dễ dàng nghe được. Ô cái này cũng quá thông minh bá. Bạch Thiển Thiển trong suốt ánh mắt đều muốn biến thành hình quả tim, thế mà lại còn ngạo kiều ai cái này chỉ ô quy. Ok. Thoạt nhìn lên ngài rất yêu thích nó. Thấy vậy một màn Si Sần trên mặt cũng lộ ra nụ cười, ta hãy nói đi, nào có nữ hài tử có thể cự tuyệt một chỉ thông minh vừa đáng yêu Pokemon đâu. Đúng vậy. Ta phi thường thích. Tiểu ca ca, ta liền muốn cái này chỉ tiểu quy quy. Bạch thiển thiển thập phần xác định cùng với khẳng định đối với si sần mở miệng nói. Tuy là cái này cùng nàng tới cửa hàng thú cưng ngay từ đầu nghĩ mèo mèo chó chó không giống với là chỉ ô quy, nhưng bạch thiển thiển phi thường khẳng định. Cái này chỉ ô quy chính là chính mình lý tưởng bên trong sủng vật. Hơn nữa đây chính là chính mình từ cái kia gọi pocket ngoạn ý bên trên rút được ai. Ông trời chú định lớn nhất nha. Được rồi, có thể làm cho khách hàng thỏa mãn cũng là chúng ta vinh hạnh lớn nhất, cái này chỉ Squitter phẩm chất rất ưu tú. Sở dĩ giá cả nói là 200 ngàn, xin hỏi ngài là cà thẻ vẫn là VX. Si sơn nụ cười trên mặt càng sâu, đối với Bạch Thiển Thiển mỉm cười nói. Đương nhiên là cà thẻ. Bạch Thiển Thiển không chút do dự trả lời, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mới, chỉ có, cảm giác có chỗ nào không đúng. Chờ, các loại tiểu ca ca ngươi mới vừa nói bao nhiêu? Giá cả nói là hai trăm ngàn. Tỉnh. Bạch thiển thiển biểu tình cứng nhắc nhìn chầm chầm si sần, si sần nháy mắt một cái. Một lúc lâu, xác định chính mình không có nghe lầm, bạch thiển thiển một tay vỗ vỗ chính mình có chút cương mặt bàn, thâm hô liễu khẩu khí. Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi chứ? Cái này chỉ đầu trọc vương bác ngươi bán hai trăm ngàn. Bạch Thiển Thiển chỉ vào trong lòng vẻ mặt vô tội Squitter, đối với Season không dám tin mở miệng. Liền đạp mã thái quá được chứ. Giá cả như vậy ngươi cũng dám báo ra tới, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Bạch Thiển Thiển cũng không thiếu cái này 200 ngàn, hoặc có lẽ là chút tiền ấy đối nàng mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng là nàng có tiền thuộc về có tiền, nàng cũng không muốn bị làm heo dết a. Đang chuẩn bị nuôi sủng vật trước nàng cũng là làm công khóa, một chỉ sủng vật ô quy, cư nhiên báo 200 ngàn giá cả. Tiểu tỷ tỷ, ta được trịnh trọng thanh minh một chút, tên của hắn gọi Squitter, không phải đầu trọc vương bác. Hơn nữa, ngài thực sự cho rằng cái này 200 ngàn rất mắc sao. Si sơn nụ cười như trước không thay đổi, đối với bạch thiển thiển hỏi ngược lại. Bạch thiển thiển nghe vậy bị kìm hãm, nhìn thoáng qua Squitter, Squitter đang mở to thủy ung ung mắt to mong đợi nhìn lấy nàng. Squitter là chỉ số IQ cao vô cùng sinh vật, nó có thể lý giải ngài các loại lời nói cùng với tâm tình cũng đáp lại ngài. Season lần nữa nhấn mạnh một cái Squitter IQ cao. Hoặc có lẽ là Pokemon loại sinh vật này, hầu như chỉ số IQ cũng không thấp, nhất là trong truyền thuyết Pokemon, trí tuệ càng là đã hoàn toàn không kém gì nhân loại. Hơn nữa xin ngài tin tưởng ta, đây đã là ta cho ngài giá ưu đãi, bản điếm là mới khai trương, đây cũng là ngày thành tựu mới hộ khách có đặc thù ưu đãi. Squitter không chỉ có thể thành tựu bằng hữu của ngài đồng bọn hàng ngày bồi bạn ngài, tương lai ngài sẽ phát hiện càng nhiều Squitter chỗ đặc thù, điểm này ta có thể cùng ngài cam đoan. Season đối với Bạch Thiển Thiển chân thành bảo đảm nói. Hắn nhiệm vụ là đem Pokemon phổ cập đến toàn thế giới, mà Season cũng tin tưởng, hắn nhất định có thể làm được. Mọi người cũng sẽ phát hiện, Pokemon loại này hoàn toàn mới thần kỳ sinh vật mị lực. Bạch Thiển Thiển nội tâm thập phần cuốn quyết, nàng rất yêu thích Squitter, hơn nữa nàng cũng không phải là trả tiền không nổi, nhưng nàng như trước cảm giác mình tự hồ là bị si sần làm thịt rồi. Cái loại này bị thương gia làm thịt khó chịu, cũng để cho trong lòng nàng rất bị khuất. Squee non nớt thanh thúy tiếng kêu ở Bạch Thiển Thiển vang lên bên tai, Bạch Thiển Thiển nhìn lấy Squitter manh manh đát mắt to, cuối cùng vẫn là tâm hít một tiếng, Nghiệp chướng A, 200.000 liền 200.000 A, cà thẻ. Bạch thiển thiển biểu môi, tính rồi, những thứ kia hàng sang sủng vật cẩu cũng là mấy vạn mấy trăm ngàn, sự cũng không so với chúng nó sai, làm sao lại không đáng giá 200.000 rồi hả? Vừa nghĩ như thế, bạch thiển thiển trong lòng cũng thư thái một ít, không sai lạp. Hơn nữa cho tới bây giờ không ở bên ngoài mặt nghe nói qua có Twitter như vậy quy loại. Nàng đây là quý trọng giống loại đâu? Chờ các loại. Soái ca, người đây sẽ không là động vật quốc gia bảo vệ chứ? Bạch Thiển Thiển vội vàng đối với Si Sơn hỏi. Ngược lại cũng không phải động vật quốc gia bảo vệ không thể nuôi, mà là nếu quả như thật là bảo vệ động vật, nàng kia phải đi cho Squitter làm cái cho phép nuôi dưỡng chứng minh. Cũng không phải là, ngài có thể yên tâm. Si Sơn trở lại trước sân khấu cho Bạch Thiển Thiển sửa sang lại một ít gì đó, nghe vậy cười trả lời đâu chỉ không phải bảo hộ động vật, Squitter vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở cái thế giới này đâu. Hơn nữa ta muốn cùng ngài nói một chút, Squitter cũng không phải là động vật, nó chủng loại là Pokemon. Làm cho Bạch Thiển Thiển soát hết thẻ, Season đem hai cái cái túi nhỏ đưa cho Bạch Thiển Thiển nói với nàng. Pokemon. Bạch Thiển Thiển không hiểu nghèo đầu nhỏ. Hoàn toàn chưa nghe nói qua, hơn nữa tiệm này tên tiệm dường như đã bảo Pokemon chi ra. Đối với, mặt khác đây là ngày lần đầu mua sắm Pokemon đưa tặng hai hộp năng lượng hộp, loại năng lượng này hộp là thủy hệ Pokemon yêu thích ăn. Hiện nay Squitter còn nhỏ, sở dĩ cái này hai hộp hẳn đủ Squitter ăn nửa tháng. Bạch Thiển Thiển nghe vậy mở túi ra, hai cái làm bằng gỗ hộp dài đập vào mi mắt, năng lượng hộp. Lại là chưa từng nghe nói từ ngữ. Bạch Thiển Thiển mở ra một cái hộp, bên trong là tràn đầy lam sắc thật nhỏ hộp, bạch thiển thiển xuất ra một viên ngửi một cái. Một loại dễ ngửi thanh hương trong nháy mắt thấm vào miệng mũi, niết lên tới vậy hình như là thạch một dạng mềm mại. Mà Squitter càng là hai mắt sáng lên nhìn chầm chầm bạch thiển thiển trong tay năng lượng hộp. Đây là một loại cây quả làm, ngươi cũng có thể nếm thử, mùi vị rất tốt. Season cười nói. Bạch thiển thiển suy nghĩ một chút vẫn là đem năng lượng hộp bỏ vào trong miệng nếm một cái, ngọt ngào thật vẫn ăn rất ngon. Squee, Squeeter nước bọt đều kém chút thèm đi ra. Phóc cho ngươi cho ngươi. Bạch Thiển Thiển chứng kiến Squeeter gián dấp không khỏi cười ra tiếng, nắm một cái bỏ vào Squeeter trước ngươi. Nhưng thật sự rất tốt ngoan a, à, cho dù đã thèm không được, nhưng lại như trước chỉ là ngoan ngoãn không có trực tiếp nhào lên. Bạch Thiển Thiển nhìn lấy Squeeter hạnh phúc hiếp mắt nhai nuốt năng lượng hộp, trên mặt không khỏi treo lên di mẫu cười. Thật đáng yêu vừa đọc vừa edit nên tốc độ có nhanh như các truyện khác của ta được, mầm non thông cảm so tâm. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 03 Nó nhưng là phi thường có tiềm lực cực phẩm. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Năng lượng học hiện nay chỉ có ta chỗ này bán, sợ dĩ nếu như ăn xong rồi ngươi có thể tới chỗ của ta mua. Năng lượng học bên trong chứa đựng rất phong phú dinh dưỡng, sợ dĩ điểm ấy là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Season đối với Bạch Thiển Thiển giải thích, Pokemon trưởng thành có khắp mọi mặt nhân tố, mà thức ăn đồng dạng cũng là cùng lúc. Năng lượng học vốn chính là Pokemon thế giới cây quả chế tạo thành, ở Pokemon thế giới ngược lại là không có nhiều như vậy trân quý, nhưng thế giới này không giống với. Ta nhớ kỹ rồi, bất quá Squitter còn có thể ăn những thứ khác sao? Bạch Thiển Thiển chống cầm, đối với Season tò mò hỏi. Đương nhiên có thể, Pokemon thể chất phi thường xuất sắc coi như là loài người thức ăn, bọn họ cũng là có thể ăn. Nếu như chỉ là vì điền đầy bụng lời nói, bọn họ cái gì đều có thể ăn. Season suy nghĩ một chút nói rằng, Pokemon thể chất tự nhiên là không phải cần nói rõ, bởi vì Pokemon thể chất tuyệt đối phải mạnh hơn nhân loại nhiều lắm, thậm chí ý nào đó mà nói. Bọn họ kỳ thực chính là cái này thế giới thần thoại cố sự bên trong huyễn tưởng chủng. Nhưng chính là bởi vì thể chất xuất sắc, sở dĩ bọn họ đối với dinh dưỡng nhu cầu cũng rất cao, muốn hoàn mỹ lớn lên, tốt nhất vẫn là định kỳ dùng ăn năng lượng hợp tương đối khá. Hơn nữa Pokemon căn cứ tính nết bất đồng, tỉ như ngươi cái này chỉ Squitter liền tương đối hướng ngoại hoạt bát, ngươi bình thường cũng có thể dẫn nó đi ra ngoài nhiều đi dạo chơi. Season đối với Bạch Thiển Thiển đề nghị một câu. Cái này khẳng định là Bạch Thiển Thiển nháy mắt một cái. Còn có cái này, ngươi cần phân phối một cái sao? sau đó si lấy ra một cái màu hồng tiểu màn hình, đối với bạch thiển thiển quơ quơ. Gì? Cái này không phải ngươi nói pocket sao? Bạch thiển thiển nhìn thoáng qua, có chút ngoài ý muốn. Đối với, tên đầy đủ là pocket, dùng pocket tới nhắm ngay Pokemon lời nói, có thể xuất hiện bọn họ cơ sở tin tức. Si giới thiệu một câu, sau đó đem điều này pocket nhắm ngay vẫn ở chỗ cũ gặm năng lượng hộp Squitter, ở bạch thiển thiện ánh mắt hiếu kỳ ấn xuống hạ cái nút. Tích sư thủy thuộc tính, tiểu quy Pokemon đặc tính. Torrent, dòng nước xiết, tuyệt chiêu. Tác cờ, va chạm, teo uy, vẫy đuôi, water gun tính tình ôn hòa, dễ dàng nuôi dưỡng, tộc quần trong lúc đó phi thường đoàn kết, khi nó đem cái cổ lùi về trong vỏ lúc, biết thuận thế bắn ra lực đạo mạnh mẽ water gun. Điện tử tiếng cơ giới từ Pocket bên trên vang lên. Ai? Bạch Thiển Thiển ngoẹo đầu, cảm thấy hứng thú vô cùng nhìn lấy Pokét, thủy thuộc tính là bởi vì Squitter là ô quy sao? Bất quá cái kia đặc tính lại là có ý gì? Còn có tuyệt chiêu. Bạch Thiển Thiển trong đầu có không ít nghi hoặc, luôn cảm giác có chỗ nào bất đại đối kính dáng vẻ. Cần phân phối một cái sao? Pokét đối với người hiểu rõ Pokemon biết có rất nhiều thuận tiện, mặc dù nói hiện tại khả năng tác dụng cũng không lớn. Si sần đối với bạch thiển thiển quơ quơ trên tay pocket cười nói, hắn nơi đây bán đi pocket, kỳ thực đều là còn chưa ghi chép. Hoặc giả nói là còn chưa giải tỏa pocket, cần người sử dụng cầm pocket giải tỏa tương ứng Pokemon mới có thể kiểm tra Pokemon tin tức, liền như cùng trong trò chơi như vậy. Vậy cho ta tới một người bá, còn có năng lượng đó hợp, cũng cho ta tới trước 10 hợp. Bạch thiển thiển nhận lấy si trên tay pocket, hết sức lớn tức giận mở miệng. Được rồi, Squee Squee. Nghe hiểu nhà mình huấn luyện ra lời nói, Squee sùng bái đối với Bạch Thiển Thiển kêu một tiếng, sáng lấp lánh mắt to hy vọng nhìn lấy Bạch Thiển Thiển. Thật nhiều thức ăn ở hướng nó vẫy tay. hì hì theo bản tiểu thư, đương nhiên phải để cho ngươi ăn ngon uống sướng lạp. Bạch Thiển Thiển xoa xoa Squee tiểu trọc đầu, gương mặt đắc ý. Pocket 500 nguyên, chất lượng tốt năng lượng hộp cho ngài ưu đãi 300 nguyên một hộp, thành giao 3.000 ngũ xi sơn từ dưới quầy lấy ra 10 hộp năng lượng hộp trang hảo phía sau đối với bạch thiển thiển nói thật đắt a à. lấy điện thoại di động ra quét một cái Si sơn thu khoản mã bạch thiển thiển đảo khả ái bạch nhãn nhổ nước bọt một câu nàng bình thường dùng tiền vẫn rất có tiết chế cũng không đi ra ngoài loạn chơi đây là nàng lần đầu tiên tốn nhiều như vậy thật không đắc mỹ nữ ngươi đây là ta đệ một cái khách nhân ta cho ngươi đánh thật nhiều ưu đãi nếu không Squitter cũng không khả năng mới, chỉ có, 200 ngàn chỉ bán ngươi, nói nhưng là phi thường có tiềm lực cực phẩm. Season bất đắc dĩ nói, Squitter 200 ngàn thực sự có thể nói là giá thấp nhất mua cho bạch thiển thiển. Phải biết rằng đầu này đầu trọc vương bác tư chất nhưng là cực kỳ ưu tú, hơn nữa thành tựu can tô ngự tam gia thủy chủ Squitter, tiềm lực cũng mạnh phi thường. Tối chung tiến hóa hình thái Plato không chỉ có thể Mega Evolitan, Dynamark cũng tương tự có Plato một phần, bồi dưỡng thỏa đáng lời nói, Plato hoàn toàn có thể chống lên một chi cầm trong tay đội ngũ. Người lão bản nào sẽ không như vậy nói? Bạch thiển thiển lại là liếc mắt. Mở tiệm lão bản đều là cùng là nhất cái sáo lộ, ngược lại ở khách hàng trước mặt mãi mãi cũng nói là chính mình không phải kiếm hoặc là kiếm ít. Bất quá bản tiểu thư rất yêu thích manh manh đát tiểu quy, cũng không cùng ngươi tính toán những thứ này lạp. Lập tức Bạch Thiển Thiển cười hì hì lại gật một cái squitter gọ mã, gương mặt vui vẻ. Thật là một khả ái nữ hài. Si Sơn không khỏi hiểu ý cười, chính là bởi vì thích Pokemon, hắn cũng mới sẽ như thế thuận tâm tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Bạch Thiển Thiển biểu hiện, cũng để cho hắn càng thêm kiên định đem Pokemon thông dụng lý tưởng. Sở dĩ tiểu thư Mỹ lệ tỷ có muốn hay không lại tới quốc một lần. Còn rất nhiều khả ái Pokemon A. À thậm chí còn có so với Squitter càng manh. Ngươi cho bản tiểu thư bò. Squee squee. Ta mới là manh nhật. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 04 Nhà của ta DNC là khả ái nhất. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thập phần thân thiết ban Bạch Phú Mỹ Bạch Thiển Thiển đem nàng mua năng lượng hộp dọn vào xe cốc sau, Season nhìn theo Bạch Thiển Thiển ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Tiểu ca ca có quan hệ với squitter nuôi dưỡng vấn đề, ta sẽ liên hệ ngươi. Đem vẻ mặt vô tội squitter phóng tới kế bên người lái bên trên tỉ mỉ cột chắc dây nịt an toàn, bạch thiện thiện ló đối với season vẫy tay từ biệt. BB hoan nghênh lần sau quan lâm, nhớ kỹ giới thiệu cho ta hộ khách A. Yên tâm đi. Nghe phía sau câu này, bạch thiện thiện đối với season làm một mặt quỷ, lái xe ly khai. Nhìn lấy bạch Thiển thiện xe sang trọng tiêu thất ở trong tầm mắt. Season từ miệng trong túi lấy ra Pokeball, trên thực tế hắn có do dự, có muốn hay không đem Pokeball hiện tại liền cho bạch thiển thiển. Nhưng suy tư sau khi hắn cuối cùng vẫn bỏ qua, Pokeball kỹ thuật đối với thế giới này mà nói thực sự quá ly kỳ. Tuy là hệ thống có gợi ý quá, mọi người đối với Pokemon cùng với tương quan vật phẩm sinh ra chống cự cùng với ảnh hưởng tại nó tác dụng dưới đã tận lực yếu bớt, nhưng Season như trước tạm thời không đem Pokeball lấy ra. Cũng không sốt ruột, hiện nay còn chỉ có Bạch Thiển Thiển một người khách hàng mà thôi, Pokemon cũng chỉ bán đi một chỉ. Pokeball tồn tại tạm thời cũng không cần phải. Thả ra ngoài. Rốt cuộc làm thành một đơn làm ăn. Season duỗi người cảm khái một câu, về tới trong điếm. Không dễ dàng a, à, cửa hàng thú cưng buôn bán xác thực không phải rất dễ làm, hai ngày qua này mua sủng vật người vốn là không nhiều lắm, hơn nữa nhìn một cái trong điếm không có mèo chó liền trực tiếp đi căn bản liền không mang do dự duy nhất có một người nguyện ý thử quốc một cái cuối cùng rút được lavita nhưng hắn vừa nhìn thấy lavita dáng dấp thuận tiện hỏi một cái giá cả hỏi xong phía sau cũng không quay đầu lại liền đi trước khi đi còn thập phần thân thiết thăm hỏi một câu si sần bản thân bệnh tâm thần nghĩ đến người kia si sần lắc đầu cái kia hàng về sau tuyệt đối sẽ hối hận Lavita cư nhiên cứ như vậy bỏ lỡ Liền Sân lúc đó đều kinh ngạc với người này vẫn cướp chó Để nhất quốc liền rút được Lavita Hệ thống, tân thủ nhiệm vụ kết toán Trở lại trong điểm ngồi xuống Season uống một hớp nước trà phía sau dưới đáy lòng trao đổi hệ thống Pokemon chi phụ hệ thống Cũng chính là cái hệ thống này Làm cho hắn trở thành cái này ra cửa hàng thú cưng điểm trưởng Tân thủ nhiệm vụ bán ra con thứ nhất Pokemon hoàn thành thưởng cho kết toán chung. Thưởng cho ký chủ một lần không hạn chế rút thưởng, xin hỏi có hay không bắt đầu? Cơ giới thanh âm ở season trong đầu vang lên. Bắt đầu. Season không chút do dự trả lời, tâm tình cũng có chút kích dâng lên. Tuy là hắn mới vừa đem squitter bán cho Bạch Thiển Thiển, nhưng trên thực tế chính hắn hiện nay là không có pokemon. Mà bây giờ, hắn con thứ nhất lập tức phải tới, hơn nữa còn là không hạn chế rút thưởng cũng liền ý nghĩa, hắn có thể rút được trong truyền thuyết Pokemon cùng huyển chi Pokemon. Ho, ô Lugia, Rayqua, Kiung chờ, các loại. Rút thưởng bắt đầu. Hệ thống cơ giới thanh âm như trước không hề ba động, mà một cái rưỡi trong suốt giả thuyết đĩa quay cũng lộ ra ở season trước người. Đĩa quay bắt đầu không ngừng chuyển động, hắc ảnh từng cái không ngừng thoảng qua, cuối cùng chậm rãi đình chỉ. Hắc ảnh từng bước rõ ràng phơi bày, Season con ngươi đột nhiên sáng lên chúc mừng ký chủ rút được dnc ha ha xem ra ta hôm nay vận khí thực sự rất tốt season khóe miệng tiếu ý là rõ ràng như thế từ hệ thống thưởng cho trung lấy ra dnc pokeball dnc trong truyền thuyết kim cương khoáng quốc công chúa ở quan phương phân loại trung vì huyển chi Pokemon. đúng vậy chính là huyển chi Pokemon cùng Mew Baby những thứ này vì đồng nhất phân loại không gì sánh được trân quý Pokemon. Đi ra Adiancy. Ném ra Pokeball, bạch quan chợt lóe lên, một chỉ xinh đẹp sáng chói Pokemon xuất hiện ở season trước mặt. Đầu đỉnh một viên màu hồng hình tròn kim cương, màu đầu lại là bốn khối bát diện thể kim cương cùng với hai khối hình sợi dài kim cương hợp thành, mặc một bộ bạch sắc quần dài, nửa người dưới là lộ ra bộ phận kim cương kim cương quặng thô hai khỏa hồng bảo thạch một dạng đôi mắt hai con xinh xắn lỗ tai trên cổ là một cây giống như hạng liên một dạng kim hoàng kim hoàng trung ương treo một viên bác diện thể kim cương ưu nhã đoan trang mỹ lệ dnc cũng là nghẹo đầu tò mò nhìn chăm chú vào season người tốt dnc ta là season về sau chúng ta chính là người nhà rồi mời chỉ giáo nhiều hơn a à. season thân thể hơi nghiêng về phía trước đối với dnc hữu thiện cười chào hỏi mời chỉ giáo nhiều hơn, si sần. DNC Hồng Bảo Thạch một dạng đôi mắt lóe lóe, sau đó hai tay phủ ở trước người đối với si ưu nhã thi lễ, đồng thời một đạo thanh thúy giọng nữ dễ nghe ở si vang lên bên tai. Đây là DNC Teo tâm linh cảm ứng. Teo tâm linh cảm ứng, là một loại vượt qua chủng tộc giao lưu, là tâm linh cùng tâm linh giữa câu thông. DNC thanh âm thật là dễ nghe, tới ăn chút cái này a. À. Season nghe vậy tiếu ý càng sâu, tán dương DNC một câu phía sau từ trên quầy gỡ xuống một hộp năng lượng hộp. Cảm ơn Season, DNC rất yêu thích. DNC tiểu thủ từ trong hộp xuất ra một khối năng lượng hộp, nếm thử tính nếm thử một miếng, dễ nghe teo tâm linh cảm ứng, rất thỏa mãn. DNC mọi cử động ưu nhã giống như một gã giáo dưỡng mười phần quý tộc tiểu thư, thậm chí có một loại vui vẻ khi nhìn thấy những điều tốt đẹp giá vu cùng lúc trước Bạch Thiển Thiển mang đi con kia đầu trọc vương bác ăn cơm thời điểm hoàn toàn chính là hai cái hình ảnh. Thật đáng yêu. Season cũng lộ ra cùng Bạch Thiển Thiển lúc đó không có sai biệt di mẫu cười, cái này liền là của mình ban đầu Pokemon A. Ân, ừ, nhà của ta DNC bảo bối liền là xinh đẹp nhất khả ái nhất. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 05 DNC, ngươi muốn quay phim sao? Cầu chống đỡ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Lái xe về tới nhà mình trước biệt thự, Bạch Thiển Thiển nhìn thoáng qua kế bên người lái ở trên scooter. Lại ngạc nhiên phát hiện cái này chỉ đầu trọc vương bác thì đã ngoẹo đầu đã ngủ, hơn nữa liền cùng khi còn bé nhìn những phim hoạt hình đó giống nhau, một cái to lớn ngủ ngâm nước ở trước mũi gồ lên. Biểu tình trên mặt rất là thả lỏng, khóe miệng thậm chí chảy xuống chảy nước miếng, hiển nhiên scooter chắc là làm cái gì mỹ mỹ mộng hi hi tại sao có thể có như thế khả ái tiểu gia hỏa a à? bạch thiển thiển yêu thích nhìn ngủ squitter trắng nõn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đều cười ra khỏi hoa suy nghĩ một chút lấy ra điện thoại di động mở ra ghi hình trạng thái sau đó dùng ngón tay từ từ đâm về squitter ngủ ngâm nước thình thịt ngủ ngâm nước bị bạch thiển thiển đâm thủng mà phản phất cũng là được kinh hách một dạng squitter trong nháy mắt thức dậy bởi dây nịt an toàn đã bị bạch thiển thiển cởi ra không có chú ý một chút Squitter trực tiếp té nằm trên nệm. Squi, squi. Squitter kinh hoảng nâng lên tiểu trọc đầu, nhìn quanh phía sau thấy được Bạch Thiển Thiển, phát sinh ủy khuất làm bộ đáng thương ô minh, nhảy đến Bạch Thiển Thiển trong lòng cọ sát. Hai tử này tự hồ là bởi vì mới vừa làm bị thức dậy hù dọa. Được rồi, được rồi, chớ sợ, chớ sợ a. À. Bạch Thiển Thiển nghe Squitter non nớt ủy khuất khinh minh, trong nháy mắt tâm đều hóa, nhẹ nhàng vỗ về Squitter đầu nhỏ an ủi. Trời ơi! Tại sao có thể có như thế làm cho người thích tiểu quy quy qua? Bạch thiển thiển cúi đầu nhìn lấy không ngừng nũng nịu Squitter, thiếu nữ tâm quả thực nhộn nhịp, không kịp chờ đợi đem video nhỏ truyền lên đến vòng bằng hữu. Đây là nàng lần đầu tiên như vậy khẩn cấp sở hữu chia sẻ muốn, đồng dạng cũng là muốn biểu hiện. Mới vừa vào trú đại gia đình tiểu quy quy, sữa manh sữa manh đâu, cuộc sống sau này sẽ rất vui sướng đúng không? Hợp với văn từ phía sau điểm kích gửi đi, Bạch Thiển Thiển lại là vui vẻ xoa xoa tờ đầu trọc. Xúc cảm cực kỳ tốt quá. Mà hầu như mới gửi xong bất quá mười mấy giây, Bạch Thiển Thiển điện thoại di động liền không đoạn vang lên. Bạch Thiển Thiển mở ra hồi phục nhìn một cái. Qua đây là ô quy vẫn là hải quy à, cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật là đáng yêu a. À xem hình thể dường như cũng không phải là rất nhỏ a à, thiển thiện ngươi ở đâu mua được dáng ngủ siêu manh a à, hơn nửa tiếng kêu quả thực mềm chết rồi ta cũng tốt muốn một chỉ a à. gì bảo ngươi không phải chuẩn bị nuôi miêu miêu sao bất quá con rùa này con rùa xác thực rất khả ái hư hư miêu miêu nào có ta tiểu quy quy lợi hại bạch thiển thiện đắc ý hất cầm lên nàng quy quy nhưng là không chỉ biết bán manh còn có thể phun nước siêu cấp tiểu quy quy ai đi rồi tiểu quy quy, chúng ta về nhà lạc, squi, ôm lấy squi bạch thiển thiển mở cửa xe làm cho hạ nhân đem năng lượng hộp mang lên, hướng phía biệt thự đi tới. Buôn bán ngạch muốn đạt tới 100 triệu mới, chỉ có, giải tỏa tiếp theo giai đoạn sau. Pokemon chi ra cửa hàng thú cưng, season nhìn lấy hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ không khỏi lắc đầu. 100 triệu. Nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó khăn nói nhưng cũng đồng dạng trắc trở bất quá không nóng nảy con thứ nhất pokemon đã bán rồi như vậy con thứ hai còn có thể xa sao ân ừ, hy vọng cái kia tiểu mỹ nữ có thể cho chính mình giới thiệu mấy cái hộ khách qua đây tân đây là dnc ngâm nước a mời nếm thử mềm nhũng giọng nữ dễ nghe truyền đến dnc nhảy một cái nhảy một cái nhảy qua đây trên tay còn bưng một chén nước trà đưa cho season cũng không biết nó là làm sao làm được cái này dạng bật bật nhảy nhảy trong chén trà trà lại còn không có tràn ra tới. Cảm ơn, bất quá đi si có thể đi xem truyền hình nghỉ ngơi một chút a, à, loại sự tình này ta tự mình tới là được rồi. Si Sân đối với đi anh si ôn thanh cười nói. Nên không hổ là được khen là kim cương khoáng quốc công chúa sao. Tiếp xúc sau một thời gian ngắn sẽ phát hiện, đi si cử chỉ nói phi thường lễ phép có giáo dưỡng thực sự giống như một gã ưu nhã công chúa. Hơn nữa thập phần nhu thuận hiểu chuyện ngoại hình lại xinh đẹp hoa lệ quá khen truyền hình là cái gì Si nghi ngờ nghẹo đầu không hiểu hỏi là nhân loại chúng ta một loại thiết bị giải buồn dết thời gian lời nói còn là rất không tệ ta dẫn ngươi đi xem xem sau đó nhìn lấy chững chạc đàng hoàng cắt đến truyện tranh tần đạo xem phim hoạt hình nhập thần si season không khỏi buồn cười nếu như có thể lên tới cấp hai nói nói vậy là có thể tốt hơn mở rộng pokemon Season đi tới ngoài tiệm đốt một điếu thuốc, nhìn xa xa nhà cao tầng nghĩ thầm. Hiện nay hệ thống chỉ là nhất cấp, sở dĩ chỉ phải dùng cửa hàng thú cưng hình thức tới bán Pokemon, nhưng nếu như hệ thống có thể đẳng cấp càng cao. Hẳn là có nhiều hơn phương thức tới mở rộng mới đúng. Đợi Pokemon rộng hơn phổ cập mở, hắn cũng có thể thuận thế tổ chức thành thị tranh bá tái, thậm chí còn toàn quốc đại tái cùng với thế giới Championship. Đem Pokemon thi đấu phát triển ra, để cho mọi người nhìn thấy Pokemon càng nhiều mị lực. Nghĩ tới đây, Season trong nháy mắt tràn đầy nhiệt tình. Giấy lên tới. Nhưng vừa quay đầu chứng kiến chỉ có chính mình một người cửa hàng thú cưng, Season lại là không khỏi nâng trán, quá khó khăn. Chờ, các loại. Tiến nhập cửa hàng thú cưng, nhìn lấy đang nhu thuận xem TV DNC, Season trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Tân. Season ánh mắt thật sự là quá rõ ràng. DNC quay đầu, đại đại trong mắt lộ ra nghi ngờ màu sắc. Khái khái DNC A. À. Ở A Tân, xin hỏi có gì cần DNC giúp một tay sao? Cái kia. Ngươi muốn quay phim sao? DNC vẽ mặt mộng bức. Sách mới cầu toàn bộ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 06. Nó cư nhiên sẽ nhảy cực lạc tịnh thổ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hát lại không có gì hay lần nữa à. Nằm ở trên giường thiếu niên ngáp một cái, nhằm chán xoát lấy bê đứng. Hắn gọi Lâm Sinh, mới vừa đánh xong trò chơi hắn chuẩn bị xoát biết video nghỉ ngơi một chút, nhưng thực sự tìm không được cái gì khiến người ta cảm giác mới mẻ video clip A. Lâm Sinh biểu môi, nhưng lập tức liền phát hiện một cái cứ điểm khen số lượng đã vượt 10.000 video nhỏ. Khiếp sợ, hắn cư nhiên đối với mình nhà sủng vật làm ra loại sự tình này đây đều là bao nhiêu năm trước tiêu đề. Lâm sinh không khỏi không nói, khiếp sợ Siri coi như là danh mãn giang hồ đã lâu, nhưng theo thời gian trôi qua, bây giờ loại này tiêu đề video đại bộ phận đều là treo đầu dê bán thịt chó. Bất quá kinh điển vẫn là kinh điển, Lâm sinh vẫn là nổi lên điểm hứng thú, điểm đi vào. Tắm tắt 3 giờ vượt 10.000 điểm khen số lượng, cái này có điểm ngưu phê A. À. Lâm sinh nhìn thoáng qua video tuyên bố thời gian, chính là xế chiều hôm nay hai điểm mới, chỉ có, bàn bố. Video mới đầu là một gian có chút sạch sẽ gian phòng. Một bài kinh điển cực lạc tịnh thổ bối cảnh âm nhạc chậm rãi vang lên, làm một danh thâm niên trạch nam lâm sinh trong nháy mắt cảm giác DNA động rồi. Âm nhạc hay tiền sẽ có. Ngón tay tự như ti chấp tốc độ ánh sáng chỉ vào, ngắn mũi và dây gian, mở ra đạn mạc đưa vào khung đánh xong chữ điểm kích gửi đi, hành văn liền mạch lưu loát sau đó lâm sinh tiếp tục xem tiếp, nhưng sau một khắc, lâm sinh ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Mang ảnh chậm rãi di động, một con mặt quần trắng khả ái sinh vật chiếu vào camera. Ru bi một dạng mắt to sáng sổ sạch sẽ, mảnh khảnh hai cái tay nhỏ đều cầm lấy một bả xinh đẹp hoa phiến, hoa lệ ưu nhã khí tức dù cho ngăn cách lấy màn hình cũng là như vậy rõ ràng. Đẹp. Tuy là đó cũng không phải nhân loại, nhưng lâm sinh trong lòng như trước làm cho này chỉ sinh vật mỹ lệ tươi đẹp ngoa tao nhưng sau đó lâm sinh càng khiếp sợ hơn thậm chí nhớ lại một câu ưu nhã quốc ngữ theo cực lạc tịnh thổ khúc nhạc dạo về phía trước cái này chỉ mỹ lệ sinh vật cũng tương tự chậm rãi qua hoa phiến chậm rãi vũ động tuy là nửa người dưới là kim cương quặng thô nguyên nhân cùng nguyên bản vũ đạo có sai biệt nhưng nửa người trên của nó kết cấu cùng nhân loại quá tương tự nhún nhảy một cái gian nụ cười ưu nhã thước tha, hoa lệ dáng người thực sự quá mỹ lệ. Nó thực sự đang cười ai? Quan trọng nhất là, cái này chỉ lăng không nhún nhảy một cái vũ động mỹ lệ sinh vật, cư nhiên cùng âm nhạc nhịp điệu đúng nhịp rồi. Nó tờ mờ giờ cư nhiên sẽ đúng nhịp. Lâm sinh khiếp sợ nhìn lấy trong video khiêu vũ mỹ lệ tiểu gia hỏa, nguyên bản nhân vì chấn động mà vô thần con ngươi chậm rãi thả nổi lên quan. Ngoà tàu ngưu bê cái này tuyệt đối không phải cờ gờ lâm sinh dám khẳng định điểm này bởi vì gia cảnh sung túc thêm lên từ nhỏ thông tuệ hơn người hắn cũng để cho phụ mẫu mời quá gia giáo hệ thống học qua một ít máy tính kỹ thuật cái này tuyệt đối không phải cờ gờ nói như vậy chính là thật nhưng là đây là cái gì động vật xem tiêu đề chắc là sủng vật nhưng hoàn toàn chưa thấy qua a à? nếu quả như thật có xinh đẹp như vậy thậm chí còn có thể bật cực lạc tình thổ sủng vật đã sớm ở trên Internet truyền ầm lên rồi mới đúng. Lâm sinh vội vàng mở ra đạn mạc, hắn soát video có quan hệ đạn mạc thói quen, bởi vì đạn mạc mở ra trong nháy mắt, toàn bộ màn hình điện thoại di động trong nháy mắt đều bị các loại đạn mạc chiếm đoạt, thậm chí đã thấy không rõ con kia mỹ lệ sinh vật. Nhưng Lâm sinh đã thói quen, hắn cần chính là cái này chỉ sinh vật tin tức. Xinh đẹp đẹp. Đi quá đẹp. Ô mụ mụ ta yêu, nó cư nhiên đối với ta vứt mị nhãn. Số tiền lớn cầu mua một chỉ đi ăn si. Lão tử kiếp này không phải nó không cưới. Người không thể chí ít không lẽ Bất kể, đi ăn si. Ta đi ăn si. Đây là cái gì thần tiên tiểu khả ái A, à? lại đẹp lại manh còn có thể khiêu vũ, trời à. A vĩ đại mau chạy ra đây đi một hạ lưu trình. Tính rồi ta tự mình tới, thủy tinh tâm. Lâm sinh trong nháy mắt ở nơi này chút trong màn đạn chọc được cái này chỉ sủng vật tên, DNC. Quá êm tai. Lâm sinh tắt đi đạn mạc, không nháy một cái nhìn lấy ưu nhã vũ điệu DNC, trên mặt bất tri bất giác toát ra giống như sắc hán một dạng nụ cười. Rất nhanh, cực lạc tịnh thổ phát hình hoàn tất, DNC một cái ưu nhã xoay tròn, hoa phiến thu về hai tay khoanh đặt ở trước người, ưu nhã không lưng nhẹ nhàng thi lễ. Xinh đẹp đẹp lâm sinh rốt cuộc nhịn không được gửi một cái đạn mạc hắn thậm chí ở nơi này chỉ tên là dnc trên người cảm nhận được viễn siêu tuyệt đại đa số người giáo dưỡng cùng lễ phép thì dường như một gã từ nhỏ tiếp thu cao đẳng giáo dục quý tộc đại tiểu thư một dạng cái này tơ mơ giờ quả thực liền thái quá hello mọi người khỏe mà cũng chính là lúc này một cái trong trẻo giọng nam xuất hiện bên trong ống kính một gã ăn mặc sạch sẽ khuôn mặt tuấn tú nam sinh đi tới dnc bên cạnh chính là Season. Lâm sinh cố nén chính mình tay, hắn mới vừa thậm chí muốn đánh bên trên một câu cách ta lão bà xa một chút. Nhưng ngẫm lại, người không thể chí ít không nên cái này dạng, Lâm sinh vẫn là kiềm chế lại chính mình hồng hoang chi lực. DNC biểu diễn như thế nào đây các vị? Đây chính là nhà ta tiểu công chúa A, ta khuyên rất lâu mới để cho DNC đồng ý quay chụp này video đâu. Season cười nói, mà ở Season bên cạnh, DNC dường như cũng nghe đã hiểu si lời nói, hơi cúi đầu dùng hoa phiến che mặt. Nó xấu hổ. Có lẽ rất nhiều tiểu đồng bọn đều tò mò DNC đúng không? Ta có thể trịnh trọng thanh minh, DNC toàn thế giới cũng tìm không ra con thứ hai a à, còn có muốn thu mua DNC các vị cũng có thể không cần trò chuyện riêng ta. DNC là ta vô cùng trọng yếu người nhà, ta là tuyệt đối sẽ không bán. Sau khi nói đến đây, Season thanh âm rất nghiêm túc, lâm sinh lặng lẽ hắn mới vừa thật có chuẩn bị tư nhân thư si sần muốn thu mua dnc dự định nhưng thoạt nhìn lên hiển nhiên rất khó khăn nhưng ngoại trừ dnc ta chỗ này còn có cái khác phi thường thần kỳ sủng vật bọn họ cùng dnc giống nhau đều sẽ mang cho ngươi tới đổi mới tam quan cảm thụ bản thân kinh doanh một nhà cửa hàng thú cưng hoan nghênh đại gia đến đây quan lâm điếm địa chỉ ta đã đưa lên cao nhất ở bình luận khu tin tưởng ta bản điếm nói gió nhất chuyển Si sần nhỏ bé mở miệng cười. Đâu theo chúng ta khả ái đám tiểu đồng bạn BBA. DNC hơi nghẹo đầu, mắt to đều hiếp thành nguyệt nha nhi, vung tiểu thủ làm cáo động tác khác. Quả thực manh xuất huyết. Nhưng một giây kế tiếp, video đã kết thúc. Pokemon cửa hàng thú cưng. Lâm sinh vội vàng tiến nhập bình luận khu, bình luận khu bình luận số lượng đã đạt tới một vạn, nhưng Lâm sinh căn bản không ngoài ý muốn hắn nhìn lấy này đưa lên cao nhất bình luận lưu lại địa chỉ, Ma Thành Phố, hắn vừa lúc cũng là ở Ma Đô Thành Phố. Nói như vậy. Đi xem. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 07 Nó có thể biến thành cửu vĩ hồ ly sao? Câu toàn bộ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Internet đại thời đại, còn cùng những thứ kia cũ kỹ thương gia giống nhau tự nhiên chờ. Các loại, khách nhân tới cửa cái kia đến thời gian nào? Pokémon chi gia trung, DNC đã lặng lặng khéo léo đang xem Tom Jerry, mà Season thì nằm ở trước sân khấu ghế ngồi nhìn lấy điện thoại di động biểu môi. DNC nhảy cực lạc tình thổ video như hắn dự liệu một dạng phát hỏa, hoặc có lẽ là hỏa so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Ân, ừ, quả nhiên có thể DNC khả ái không phải người bình thường có thể chống cự, chớ đừng nhắc tới đây là một chỉ biết nhảy trạch múa DNC quay chụp video tới mở rộng, đây cũng là một loại thủ đoạn nhỏ, nhưng xem video hỏa bạo trình độ hiệu quả cũng không tệ. Cũng không biết những thứ kia ma đô bổn địa có thể hay không thực sự tới trong điếm. Si nghĩ thầm, nhưng cái ý nghĩ này vừa dưới. Ken chuông treo ở trên cửa lục lạc chuông thanh thúy dễ nghe tiếng chuông truyền đến. Tới khách. Si Sân trong nháy mắt đứng lên nhìn phía trước cửa, quả nhiên tiệm cửa bị đẩy ra, một gã mang kính mắt nhìn qua hào hoa phong nhã thiếu niên chậm rãi đi đến. Hoan nghênh quang lâm. Si sơn vỗ vỗ khuôn mặt, lộ ra cái kia ký hiệu chuyên nghiệp mỉm cười nghênh đón. Lão bản, người nơi đây thật sự có. Đi anh si. Thiếu niên chính là lâm sinh, tò mò nhìn một vòng. Ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở tại DNC trên người. Mà DNC nghe được có người kêu tên của mình, quay đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía Lâm Sinh cư nhiên thật là sống. Chính mắt thấy được DNC động tác, Lâm Sinh không khỏi kích động, video quả nhiên là thực sự. Sống DNC ai? Ngạch. Cái kia tiên sinh, ngài những lời này nhưng là phi thường thất lễ a. À? Si thấy vậy mí mắt giật một cái, dùng xấu hổ mà không mất nụ cười lễ phép đối với Lâm Sinh mở miệng nói. Thần tơ mơ giờ cư nhiên thật là sống, chẳng lẽ vẫn là chết? Không có ý tứ, ta cũng là nhìn lão bản ngươi ở b đứng lên mặt video cho nên nhìn thấy dnc có điểm kích động lâm sinh cũng phản ứng lại có chút ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái ta đại khái có thể lý giải sở dĩ vị này khách nhân ngài là muốn tới mua sắm bản điếm sủng vật sao season cũng không có để ở trong lòng dù sao lâm sinh phản ứng cũng đã đủ chứng minh dnc cho bọn hắn mang đi chấn động đúng vậy ta chuẩn bị nhìn bất quá lão bản ngươi nơi đây Lâm sinh đẩy một cái kính mắt, do dự nhìn một chút trong điếm, sủng vật đâu. Hắn cái này còn là lần đầu tiên dân lên nghĩ nuôi sủng vật ý niệm trong đầu, nhưng điều kiện tiên quyết là si ở video bên trong nói là sự thật. Bổn điếm kinh doanh hình thức cùng với nó cửa hàng thú cưng có một chút bất đồng, ta vẫn luôn cho rằng sủng vật cùng nhân loại trong lúc đó tự nhiên có tự thân duyên phận. Sở dĩ ngài đến cùng cùng sủng vật gì có duyên phận, cái này phải xem ngài bản thân. Sần mang theo Lâm Sinh đi tới khu nghỉ ngơi, đem điểm trưởng Pocket đưa cho Lâm Sinh. Đây là Pocket, xin ngài điểm kích một xuống xem một chút ngài sẽ rút trúng dạng gì đồng bọn. Đối mặt Lâm Sinh không hiểu thần sắc, Sần mỉm cười giải thích. Cái này dạng A, ta đây thử xem. Lâm Sinh nghe vậy sửng sốt, lập tức vẫn là quyết định thử xem, điểm một cái Pocket ở trên go. Hắc ảnh không ngừng ở Pocket bên trên thiểm thước mà qua, Lâm sinh con mắt chăm chú nhìn chầm chầm hát ảnh. Hắn đối với si sần phía trước theo như lời cái gọi là thần kỳ sủng vật cảm thấy rất hứng thú, thực sự còn sẽ có như Si xinh đẹp như vậy kinh diễm sủng vật sao? Hát ảnh từng bước dừng hình ảnh rõ ràng. Lão bản, chính là cái này. Thấy được pocket ở trên hình ảnh, Lâm sinh sửng sốt, lập tức nhãn tình sáng lên, đem pocket trình diễn cho si sần xem. Xem ra tiên sinh vận khí của ngài cũng là khá vô cùng đâu Si Sơn nhíu mày, trên hình ảnh rõ ràng là vung tuyết, chánh hình hình thái vung tuyết Nhưng tuy là bình thường vung tuyết không bằng alola vung tuyết cái dạng nào kinh diễm tuyết trắng mỹ lệ Nhưng là tuyệt đối là cực kỳ khả ái tiểu hồ ly Lão bản, thật sự có cái này sao? Lâm Sinh càng xem hình ảnh càng thích, có chút nóng nảy đối với Si Sơn hỏi Hồ ly ai? Cái thế giới này hồ ly sủng vật cũng có rất nhiều, nhưng hình ảnh bên trong cái này con tiểu hồ ly, nó dường như có rất nhiều đuôi a. À. Đương nhiên là có, xin ngài chờ một chút. Si sơn mỉm cười trả lời. Sau đó hắn đi hướng cách gian, đương nhiên, hắn là muốn đi từ hệ thống bên trong rút ra vung thiết, nếu không, nói thành là biến ma thuật sao? Dường như cũng không phải không được. Tiên sinh, đây chính là ngài rút được vung thiết, ngài nhìn một chút như thế nào? Một phút đồng hồ sau, sần từ trong phòng kế đi ra, mà ở chân hắn bên đi theo, rõ ràng là một chỉ có sáu cái lông xù cái đuôi tiểu hồ ly. Lâm sinh hai mắt sáng lên nhìn con này vung thiết. Hình thể cũng không lớn thậm chí có chút ít xảo, màu nâu đỏ bộ lông, nâu không đồng mắt to, đại đại tai nhọn, màu đen cái mũi nhỏ, sáu cái công màu cam đuôi. Trên thế giới lại còn có sáu cái đuôi tiểu hồ ly. Lâm sinh kinh diễm nhìn cái này chỉ khả ái manh mềm tiểu hồ ly, trong mắt yêu thích màu sắc hầu như muốn tràn ra tới. Ô! Vương Tuyết khẽ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào Lâm Sinh, màu nâu trong con ngươi tràn đầy hiếu kỳ màu sắc. Vương Tuyết kỳ thực mới vừa sinh ra thời điểm cũng chỉ có một cái đuôi, nhưng theo nó trưởng thành, này đuôi biết phân nhánh cũng dáng dấp càng thêm mỹ lệ. Si Sơn đối với Lâm Sinh giới thiệu, đây chính là Vương Tuyết thiết định. Nhưng nó bây giờ còn rất nhỏ a. À? Đúng vậy, nghiêm ngặt mà nói, cái này chỉ vung tuyết vẫn là ấu niên kỳ. Si Sơn gật đầu. Lão bản kia nó là không phải về sau còn có thể dài ra càng nhiều hơn đuôi. Lâm sinh tò mò hỏi. Ngài là muốn nói, vung tuyết về sau có thể hay không trưởng thành Nineto chứ? Si Sơn buồn cười trả lời. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được Lâm Sinh lúc này đang suy nghĩ gì. Dù sao đại vũ người lịch sử trong thần thoại, Nineto yêu hồ cửu vĩ linh hồ các loại truyền thuyết, coi như là phi thường trứ danh. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, vùng thiết là có thể biến thành Mineto, nhưng cần phương pháp đặc thù, bất quá bây giờ nó còn nhỏ, bây giờ cũng không thích hợp. Si Sơn trầm ngâm một chút đối với Lâm Sinh nói như thế. Vùng thiết cũng không phải là tự nhiên tiến hóa, mà là cần dùng hỏa chi thạch tới tiến hóa thành Mineto, nhưng cái này chỉ vùng thiết còn nhỏ, cũng không thích hợp hiện tại mạnh mẽ khiến nó tiến hóa. Ta có thể ôm ông, ông nó sao? Lâm sinh nghe vậy cũng không có tiếp tục truy vấn, dù sao si Sơn mới là điếm trưởng, hắn tự nhiên đối với vung thiết có càng quyền uy nhận thức. Hơn nữa đạt được vung thiết về sau có thể biến thành cửu vĩ hồ ly lâm sinh, đã cực kỳ vui mừng, hắn hiện tại chỉ nghĩ càng khoảng cách gần tiếp xúc một chút vung thiết. Đương nhiên có thể, vung thiết tính tình vẫn có chút ôn thuần. Si Sơn cười nói. Lâm sinh nghe vậy hơi ngồi sống người xuống, Vương Tuyết như trước nghẹo đầu tò mò nhìn chăm chú vào Lâm Sinh, cũng không có cảm nhận được Lâm Sinh ác ý, Vương Tuyết cũng cũng không lui lại. Thật là mềm thật thoải mái. Lâm Sinh tận lực cẩn thận đưa tay, rốt cuộc đụng phải Vương Tuyết đỉnh đầu lông tơ. Động tác ôn nhu nhẹ nhàng vỗ về Vương Tuyết đầu nhỏ, chứng kiến Vương Tuyết nheo mắt lại lộ ra thư thích biểu tình, Lâm Sinh ánh mắt hầu như đều muốn biến thành hình quả tim. Mụ mụ, cái này con tiểu hồ ly đang câu dẫn ta à? phiếu phiếu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 08 Bằng hữu của Ngài Phi thường hướng ngoại đâu, cầu toàn bộ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Xa hoa bên trong biệt thự. Tới Squitter. Xem nơi đây. Đuôi ngựa dựng đứng lên thiếu nữ cầm một cái bình tinh thần mười phần đối với phía trước Squitter hô. Nếu quả như thật đánh trúng, có thưởng cho A. À? Squi Squee. squee. Squitter tràn đầy tự tin vỗ ngực một cái sau đó chống nạnh, biểu thị mình tuyệt đối không thành vấn đề. Ha ha nó thế mà lại còn ngạo kiều ai thiển thiển, thật là đáng yêu. Thiếu nữ nhìn Squitter cái này manh manh đát dáng dấp vui, đúng không xa xa đang ở ghi hình bạch thiển thiển mở miệng. Hừ hừ đó cũng không phải là nhà của ta tiểu quy quy lão thông minh lạp. Bạch thiển thiển hừ hừ hai tiếng, nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại, thập phần tự hào. Thích Squitter, bắt đầu rồi a à. Thiếu nữ sở khả liên biểu môi, bất quá ngữ bên trong ghen tuông cũng là làm sao cũng không che giấu được. Nhưng sau đó sở khả liên lại là tràn đầy phấn khởi đối với Squitter báo cho biết một câu. Squitter khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, con mắt chăm chú nhìn chầm chầm sở khả liên trong tay cái chai. Sở khả liên lắc lư hai cái cánh tay, sau đó đột nhiên đem chai không giấy lên. Hư một đạo tiểu hình thủy trụ trong nháy mắt bắn ra, chỉ nghe phịch một tiếng, Squitter Water Gun liền đem chai không đánh bay ra ngoài. Nice. Sir. Bạch thiển thiển quơ dưới nắm tay, thật là đẹp trai. Qua cư nhiên thực sự chuẩn như vậy. Sở khả liên kinh ngạc nhặt lên chai không, nhìn lấy chai không ở trên vết sâu, đây là mới vừa bị Water Gun đánh trúng vị trí. Hơn nửa lực đạo này cũng không nhẹ a. À. Sở khả liên nhìn về phía bị bạch thiển thiển không ngừng tán thưởng Squitter, Lúc này cái này tiểu gia hỏa trên mặt là cực kỳ nhân tính hóa vui vẻ biểu tình, hiếp mắt hưởng thụ bạch thiện thiện xoa. Đây quả thực đều có thể làm hộ vệ A. À. Nhưng sở khả liên không biết là, squitter đã rất tốt khống chế được water gun lực trùng kích. Không phải vậy như loại này mềm mại chai nước suối, squitter toàn lực water gun hoàn toàn có thể mang bên ngoài trực tiếp bắn thủng. Đây vẫn chỉ là còn tấm bé squitter mà thôi. Hi hi chờ. Các loại squeeter trưởng thành còn có thể bảo vệ được ta đây, đúng không squeeter? Squy nhìn lấy Bạch Thiển Thiển cùng squeeter chuyển động cùng nhau, Sở Khả Liên không khỏi liếc mắt, nhưng quả nhiên vẫn là thật hâm mộ A à Hồn Đạm. "Đâu Thiển Thiển, ngươi thật là ở ta đề cử cho sủng vật của ngươi tiệm mua được squeeter sao?" Sở Khả Liên đi tới Bạch Thiển Thiển bên cạnh, không khỏi nhéo nhéo squeeter khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với Bạch Thiển Thiển hỏi. "Đúng vậy, nói với ngươi hoàn toàn khác nhau đâu, chắc là đem cửa tiệm kia mua phía sau mở lại. Nơi đó còn có Squitter sao? Dường như đã sớm đoán được sở khả liên có thể như vậy hỏi, Bạch Thiển Thiển lắc đầu. Ta cũng không biết, lại nói tiếp cửa tiệm kia có điểm đặc biệt, hắn bán sủng vật còn phải người mua chính mình quốc, còn như có thể rút được cái gì ta cũng không biết. Bạch Thiển Thiển đốt chiếc cầm thon nhớ lại nói. Nhưng thực sự rất nhiều đâu, cũng không biết cái kia tiểu ca ca trong điếm có phải thật vậy hay không có nhiều như vậy không cùng một dạng sủng vật. Bạch Thiển Thiển đem một viên năng lượng hộp đưa cho Squitter, có chút ngạc nhiên. Bởi vì tuy là bởi vì bóng đen duyên cớ thấy không rõ, nhưng đại thể đường nét vẫn phải có, những thứ kia trong bóng đen, thậm chí còn có giống như Tây Phương huyễn tưởng chủng phi lông một dạng đường nét. Chẳng lẽ thật sự có lông chứ? Bạch Thiển Thiển nhìn lấy tay nâng năng lượng hộp gặm vui vẻ Squitter, em cũng sẽ không chứ. Ngẫu nhiên sao? Thiển thiển theo ta đi xem một chút đi. Sở khả liên trong suốt mắt to sáng lấp lánh, trong lòng bộc phát cảm thấy hứng thú. Cũng được. Bạch thiển thiển gật đầu. Pokemon chi gia cửa hàng thú cưng. Lão bản, ngươi liền không thể bán tiện nghi chút sao? Lâm sinh ông vuông tiếc không chịu buông tay, nhưng khuôn mặt cực kỳ cuốn quyết. Hắn rất yêu thích cái này chỉ sáu cái đuôi tiểu hồ ly, nhưng, ngài cái này 180 ngàn với ta mà nói cũng quá đắt a à lão bản, ta học sinh đâu. Khách nhân ngài có thể tha cho ta đi, cái này có thể là độc nhất vô nhị vung tuyết tiểu hồ ly a ngài đi ra xem một chút, chỗ nào còn có thể tìm được như vậy sủng vật. Si Sơn bất đắc dĩ nói, cũng biết không dễ dàng như vậy. Muốn không cái này dạng, ngài mua cái này chỉ vung tuyết, ta ngoài định mức lại biếu tặng ngài một hộp năng lượng hộp như thế nào năng lượng hợp có thể tốt hơn làm cho vung tuyết trưởng thành, khiến nó tiến hóa Nineto thời gian rút ngắn. Sơn suy nghĩ một chút đối với Lâm Sinh nói, giảm giá là tuyệt đối không có khả năng giảm giá. Hắn chính là còn muốn mau sớm hoàn thành 100 triệu buôn bán ngạch, đem hệ thống thăng cấp đâu. Cái kia. Ngài chờ ta một hồi. Lâm Sinh xem Sơn cái này kiên quyết thái độ, không khỏi càng cụ kết nhưng cúi đầu nhìn thoáng qua liếm cùng với chính mình móng vuốt nhỏ vung thiết, lâm sinh vẫn là cắn răng. Mũ trứng Đây chính là vận mệnh để cho mình cùng vung thiết gặp nhau a. À, ngày hôm nay hắn nhất định phải đem cái này con tiểu hồ ly cho mang về nhà đi. Có thể, tin tưởng ta tiên sinh, ngài cái này chỉ vung thiết tuyệt đối đáng cái giá này. Si sần lộ ra nụ cười, đối với lâm sinh mỉm cười nói. Sợ là sợ khách hàng bị cái giá tiền này dọa lui, nhưng hiển nhiên Lâm Sinh không chuẩn bị buông tha. Sớm biết tơ mờ giờ liền không nạp nhiều như vậy. Lâm Sinh từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên minh bạch, đây chính là sáu con cái đuôi tiểu hồ ly, về sau còn có thể biến thành cửu vĩ hồ, 180 ngàn tự nhiên là không mắc. Hắn bây giờ hối hận chính là, hắn mới vừa nạp rồi 50 ngàn chơi game. Gia cảnh hắn không sai, lại tăng thêm hắn thành tích luôn luôn rất tốt, trong ngày thường phụ mẫu cũng cho hắn đầy đủ tiền tiêu vặt, nhưng cơ bản đều bị hắn ném trong trò chơi. Còn kém bốn chục ngàn A, tìm biểu ca hỏi một chút. Ngồi vào trên cái băng ghế, đem vung tuyết đặt lên bàn, Lâm Sinh lấy điện thoại di động ra, suy tư về nên đánh cho bạn nào mượn một cái. Còn như phụ mẫu. Nếu để cho ba mẹ hắn biết, hắn vì mua chỉ sủng vật tốn mấy trăm ngàn, ngạch. Uy. Ca, ăn cơm chưa? Làm sao ngươi biết ta tìm ngươi có việc? à đối với không phải trò chơi lạp là như vậy ta bên này hiện tại Lâm Sinh đã thông biểu ca điện thoại có chút xấu hổ mở miệng cho Lâm Sinh đưa ly nước trái cây Si sần chuẩn bị xuất môn hút điếu thuốc ngày hôm nay vận khí thật không sai buổi sáng tới một đại tiểu thư buổi chiều lại tới rồi cái đại thiếu gia ân ừ, xem ra hôm nay đích thật là ngày may mắn nhưng không đợi hắn đi ra ngoài đâu trên cửa Phong Linh lại vang lên hoan nghênh quan lâm di bạch tiểu thư lại là ngài đâu si sơn vội vàng đem yên thả lại túi tiền chứa bắt đầu ký hiệu mỉm cười đối với mới tiến tới khách nhân nói bất quá chứng kiến bạch thiển thiển phía sau vẫn có chút kinh ngạc hãy lão bản ngươi vẫn là như vậy đẹp trai đâu squee squee bạch thiển thiển tự nhiên hào phóng đối với si sơn lên tiếng chào đứng ở bạch thiển thiển bên chân squee tờ cũng là đối với si sơn chào hỏi hai tiếng hiển nhiên cái này chỉ đầu trọc vương bác cũng còn nhớ rõ searson ha ha bạch tiểu thư cũng đừng trêu đùa ta squitter tinh thần cũng còn phi thường tốt đâu searson cười trả lời cuối người xuống xoa xoa squitter tờ trơ trụi hoạt hoạt đầu nhỏ là ông chủ như vậy đây là bạn tốt của ta nàng cũng muốn ở ngươi cái này mua sắm một chỉ sủng vật ai bạch thiển thiển đối với searson chậm rãi nói nhưng giới thiệu đến sở khả liên lúc lại phát hiện bên người đã không có sở khả liên thân ảnh. Bạch thiển thiển nheo mắt nhìn phía trong điếm. Quả nhiên, sở khả liên đã chẳng biết lúc nào đến bên trong, lúc này chăm chú nhìn chầm chầm đi anh si. Bằng hữu của ngài xem ra là rất hướng ngoại đâu. Ha hả. Phiếu phiếu lạp. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 09. Nó về sau sẽ biến thành lông. Câu toàn bộ nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Thật xinh đẹp. Sở khả liên hai mắt sáng lên nhìn lấy DNC, cái kia hoa lệ lệ kim cương, còn có khả ái khuôn mặt, trên người lại còn ăn mặc quần trắng. Hoa! Wow. DNC lúc này cũng là bị sở khả liên thần tình làm cho sợ hết hồn, nhẹ đụng hai cái cùng sở khả liên giữ vững khoảng cách, nháy mắt nghi hoặc nhìn sở khả liên. Lão bản! Xin hỏi cái này cũng là quý điếm sủng vật sao? sở khả liên vội vàng đối với đi tới si sần hỏi. Mà bạch thiển thiển lúc này cũng là kinh diễm nhìn Si Đúng vậy, đây là đồng bạn của ta Si bất quá Si không phải là đồ bán A. Si sần cười nói, nữ hài tử vốn là rất khó cự tuyệt mỹ lệ sự vật, chớ đừng nhắc tới là đẹp như thế còn có thể bật biết nhảy Si Thực sự không được sao? Giá cả đều là dễ nói. Tiểu tỷ tỷ không cần hỏi, dnc ở bên ngoài đều đã bị xào đến 5 triệu nhưng lão bản liền thương lượng cơ hội đều không có cho bọn hắn không đợi sở khả liên nói xong lâm sinh liếc mắt một cái sở khả liên thuận miệng nói đúng vậy lúc này bê đứng bình luận khu season đưa lên cao nhất bình luận phía dưới đã có số tiền lớn cầu mua dnc thậm chí đã có người nguyện ý ra 5 triệu đây là hắn tới cửa hàng thú cưng phía trước giá tiền dnc ngoại hình thực sự quá mirama lệ chớ đừng nhắc tới cái này còn tờ mờ giờ biết nhảy cực lạc tịnh thổ. 5 triệu không coi là nhiều, nhưng lão bản, thực sự không muốn bán không? Sở khả liên biểu môi, đối với si sần hỏi. Nhìn bộ dáng của nàng, căn bản sẽ không đem 5 triệu để vào mắt, hơn nữa thần thái này không giống giả. Lâm sinh kinh ngạc nhìn lấy sở khả liên, khá lắm, cảm tình là một siêu cấp bạch phú Mỹ. Bao nhiêu ta đều sẽ không bán, dnc đối với ta mà nói là bảo vật vô giá cũng là làm bạn gia nhân của ta si sơn mỉm cười cự tuyệt nhất định chính là chê cười không nói hắn căn bản không khả năng bán dnc mấy trăm mấy chục triệu muốn mua dnc khôi hài đâu vậy thật đúng là đáng tiếc sở khả liên đáng tiếc nói nàng là thực sự bị dnc mỹ lệ cho kinh diễm lão bản như vậy con tiểu hồ ly đâu nhưng sau đó sở khả liên ánh mắt lại là sáng lên, chỉ vào nằm úp sắp trên bàn ngáp vung tuyết hỏi. Hảo manh tiểu hồ ly. Vẫn là sáu cái đuôi ai? Mỹ nữ, vung tuyết là của ta. Lâm sinh thần sắc căng thẳng, vội vàng ông lấy vẻ mặt mộng bức vung tuyết đối với sở khả liên tuyên bố chính mình chủ quyền, hắn đã tìm biểu ca mượn được tiền. Đúng rồi lão bản, ngươi thu khoản mã cho ta. Đồng thời Lâm sinh vội vàng hướng si sần nói, rất sợ tiền trả chậm. Thích làm ta sẽ đoạt hắn tự như. Sở khả liên lật cái kiều tiếu bạch nhãn, cái này tiểu nam sinh chính là khiêm tốn lạc. Được rồi, DNC, đem thu khoản mã lấy tới. sơn nói với DNC, đồng thời nhìn về phía sở khả liên, đó là một khách hàng lớn. Không hổ là bạch thiển thiển tỉ mùi, cũng là một cái bạch phú Mỹ. Mỹ nữ, ngươi cũng phải cần mua sủng vật đúng không? Đối với lão bản ngươi nơi đây hẳn còn có chứ sở khả liên gật đầu lúc này nàng nhìn thấy đi cùng vung tiết phía sau hứng thú cao hơn đương nhiên tới trước quốc a nếu là bạn của bạch tiểu thư vậy ngài vậy cũng minh bạch nước chảy si đem điếm trưởng pocket đưa cho sở khả liên ta biết a à, bất quá lão bản ngươi nơi này sủng vật hẳn không có cái loại này rất xấu chứ sở khả liên tiếp nhận pocket nhìn một chút nháy mắt một cái phía sau đối với si hỏi ta đây không cách nào cam đoan, dù sao mỗi cá nhân thẩm mỹ đều là bất đồng, nhưng ta có thể khẳng định là, bổn điếm sở hữu sủng vật đều phi thường có đặc sắc. Si sơn sửng sốt, sau đó trầm ngâm một chút như vậy đối với sở khả liên trả lời. Dù sao hắn lại không biết sở khả liên có thể rút được cái gì. Nhưng bản điếm là làm ăn, đương nhiên muốn thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Sở dĩ nếu như Mỹ nữ ngươi rút được tự thân không thích Pokemon, ngươi còn có thể trả tiền lần nữa tiến hành rút ra mặc dù nói cá nhân ta phải không kiến nghị làm như vậy si sơn mỉm cười tiếp tục mở miệng vậy không thành vấn đề sở khả liên tinh xảo trên mặt lộ ra nụ cười có thể lại quất liền được còn như tiền nàng thật đúng là không để bụng ân nàng nhưng là trong truyền thuyết ndt chiến sĩ vung cạn bảo ban tặng ta vận may sở khả liên nhìn chầm chầm trong tay pocket ngoài miệng nói không rõ ý tứ hàm xúc làm cho Bạch Thiển Thiển che mặt lời nói, điểm vào go bên trên. Một bên ở DNC đưa tới mã QR bên trên quét mã trả tiền xong Lâm Sinh cũng là hiếu kỳ nhìn tới, cũng không biết cái này Bạch Phú Mỹ có thể rút được cái gì Pokemon. Hắc ảnh không ngừng hiện lên, cuối cùng chậm rãi dừng hình ảnh. Ai? Đây là cái gì, tiểu thằng làm sao? Nháy mắt một cái, Sở Khả Liên nhìn phía đang ở cho Lâm Sinh trang bị năng lượng hộp Season. "Lão bản, ngươi tới giúp ta nhìn ta một chút cái này là cái gì nhỉ?" Season nhíu mày, đi tới. Hoắc Mỹ nữ vận khí của ngươi là thật có thể, đây là Charmander." Season nhìn thoáng qua Sở Khả Liên tất tắc kêu kỳ lạ, khá lắm, Pokemon dấu hiệu tính một trong ngự tam gia một ngày liền ra hai. "Hỏa Long." Sở Khả Liên đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, "Rồng" Lâm Sinh cùng Bạch Thiển Thiển cũng là phi thường kinh ngạc. Em, không phải là các ngươi trong tưởng tượng, chỉ là tên của hắn gọi Chamender, dường như cũng không đúng. Sơn sửng sốt, lập tức muốn giải thích, nhưng nói nói cũng phát hiện mình lời nói có điểm không đúng. Tuy là Chamender cùng với nó tối chung tiếng hóa hình Charizard đều là không có lông chút tính, nhưng vẻn vẹn nhìn từ ngoài, Charizard hoàn toàn chính xác giống vô cùng rồng phương Tây. Huống hồ cha giác lưỡng chủng siêu tiến hóa ít hình thái đích thật là có lông chút tính. Nếu như chỉ từ sau khi lớn lên bề ngoài đến xem, cha đích xác có thể xem như là lông. Do dự một chút, Si Sần lắc đầu cái này dạng trả lời. Lão bản, ngươi sẽ không gạt chúng ta chứ? Thật vẫn có lông à? Bạch Thiển Thiển kinh ngạc hỏi, thần tơ mờ giờ rồng. Trên đời này ở đâu có lông cái này giống loài a? À? không phải chúng ta đông phương trong thần thoại thần long mà là cùng loại tây phương phi long cái chủng loại kia long hơn nữa bản điếm buôn bán thành tính tuyệt đối không làm giả tạo sinh ý ta chỗ này bán đều là pokemon cũng không phải là thông thường sủng vật season cũng không có bởi vì bạch thiển thiển nghi vấn mà phát động khí mà là vô cùng lãnh đạm trả lời dù sao long loại này trong truyền thuyết huyễn tưởng chủng nói cho cùng cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện qua có người biết nghi vấn thực sự quá bình thường nếu như Season đem Chamender video tuyên bố đến trên Internet nói Chamender về sau biết tiến hóa thành rồng phương Tây ngoại hình, phỏng chừng mọi người đều sẽ cho là hắn là bệnh tâm thần. Ân, sở dĩ Season rất bình tĩnh. Nhưng sự thực chính là sự thực, chờ, các loại, Charizard về sau xuất hiện, bọn họ liền sẽ rõ ràng. Phiếu phiếu lập. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 10 Nó giống như là một đại lão. Câu toàn bộ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện.audio Cái này Charmander lợi hại sao? Sở khả liên nhìn lấy pocket bên trong Charmander hình ảnh suy nghĩ một chút, đối với season hỏi. Thành thật mà nói hắn hiện tại cũng không quá tin tưởng cái này Charmander thật có thể biến thành lông, nhưng hình ảnh nhìn qua dường như còn rất manh. Nhưng này cái kỳ thực cũng không phải là đặc biệt trọng yếu, sở khả liên quán chủ chính là một chuyện khác không biết mỹ nữ ý của ngươi là. Si sần nhíu mày. Ngươi xem a, à, Squitter đều sẽ phun nước, cái kia cái Chamender có thể hay không phun lửa. Sở khả liên chỉ vào trên mặt đất đang ông bạch thiển thiển chân nhỏ đầu trọc vương bác nói rằng, ân, sự chú ý của nàng điểm có điểm bất đồng. Sở sở ngươi nói cái gì nữa à, làm sao lại có năng lực phun lửa sủng vật. Bạch thiển thiển không khỏi không nói, Squitter tuy là có thể phun nước, nhưng đại trong tự nhiên có thể phun nước động vật cũng có. Có thể ngươi tìm một có thể phun lửa sinh vật ra xem một chút. Lâm sinh phi thường tán đồng gật đầu, thần tờ mờ giờ phun lửa, cái này bạch phú Mỹ đầu óc cũng quá có thể suy nghĩ. Vì sao không được nha, nói nhưng là gọi cha Mender ai. Sở khả liên không phục trả lời. Vị Mỹ nữ này nói không sai, vì sao không có khả năng đâu. Season cười nói. Nghe vậy bạch thiện thiện ba người sửng sốt. Charmander đương nhiên là có thể phun lửa, nó vốn là chính là hỏa thuộc tính Pokemon, hơn nữa không chỉ là Charmander. Sisson nhìn phía Lâm Sinh trong ngực vung tuyết, cái này chỉ vung tuyết dường như tính cách cố gắng lười, lúc này lại đang khả ái nhát. Tiên Sinh, có thể mượn dùng ngài vung tuyết làm mẫu một chút không? Ngạch. Có thể. Lâm Sinh theo bản năng trả lời, hắn dường như có một cái không đúng lắm ý tưởng dùng vuông tuyết làm mẫu. Còn có thể làm mẫu cái gì chứ? Lâm sinh đem vuông tuyết bỏ trên đất, vuông tuyết nghi ngờ nhìn Lâm sinh. Tiên sinh, ngài bây giờ là vuông tuyết đồng bọn, ngài khiến nó sử dụng ember, hoa lửa, thử xem. Si Sơn lấy ra một cái đựng nước một lần ly nước, đặt ở vuông tuyết trước người đối với Lâm sinh cười nói. Lâm sinh nhìn tò mò bạch thiển thiển cùng sợ khả liên liếc mắt, có chút mặt đỏ. Vuông tuyết, sử dụng ember, hoa lửa. Nhưng hắn thực sự cũng là vô cùng hiếu kỳ, hoặc giả nói là có chút chờ mong, vẫn là nhẹ giọng đối với Vung Tuyết lên tiếng. Sau đó, ở lâm sinh ba người ánh mắt khiếp sợ dưới, Vung Tuyết hé miệng, từng viên một màu đỏ tiểu hỏa hoa từ Vung Tuyết trong miệng phun ra, đem cái kia giấy nhỏ ly cho Bao phủ. Tia lửa nhiệt độ cũng không thấp, không có như vậy một hồi, một lần ly giấy cũng đã triệt để mềm hóa, bên trong bị đốt lên thủy tràn ra. Tỉnh ngoa tao lâm sinh trận mắt hốc mồm vô ý thức phát sinh một câu ưu nhã quốc ngữ hắn vung tuyết tiểu hồ ly mới vừa phun lửa mà bạch thiển thiển cùng sở khả liên đồng dạng đã sợ nói không ra lời pokemon là phi thường thần kỳ sinh vật bọn họ sở hữu các loại các dạng thuộc tính cùng với đặc tính đồng thời bọn họ cũng có thể sử dụng đối ứng năng lực của thuộc tính có lẽ các ngươi phía trước chẳng bao giờ tiếp xúc qua sở dĩ cảm thấy rất khó tưởng tượng nhưng tất cả mọi chuyện vật đều là từ xa lạ đến quen thuộc các ngươi về sau cũng sẽ tập mãi thành thói quen si sơn mỉm cười nói Pokemon có thể không phải thật hoàn toàn dùng để bán manh sủng vật khiến người ta hiểu được năng lực của bọn nó đây là cần thiết cũng là tất nhiên thật là lợi hại tiểu hồ ly sở khả liên có chút thất thần nhìn lấy vung thiết cương nhiên thật có thể phun lửa ai thuộc tính cùng với đặc tính bạch thiển thiển trước hết phản ứng kịp hai cái này từ ngữ nàng có chút quen tai. Nhưng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Bạch Thiển Thiển từ trong bao lấy ra màu hồng pocket. Đúng vậy, chính là cái này. Bạch Thiển Thiển đem pocket nhắm ngay vuông tuyết, pocket mặt trên nhất thời xuất hiện vuông tuyết hình ảnh. Tích vuông tuyết, hỏa thuộc tính, hồ ly Pokemon đặc tính. Flash Fire, nhóm lửa, tuyệt chiêu. Ember, hoa lửa, đi sang, tèo uy, vẫy đuôi, Lúc mới sinh ra chỉ có một cái màu cam đuôi, sau khi lớn lên, đuôi phía trước sẽ tách ra, cái đuôi số lượng sẽ thành nhiều. Pocket cơ giới giọng điện tử vang lên. Đây là cái gì? Nghe được Pocket đối với vùng Tiết giới thiệu, Sở Khả Liên tò mò hỏi. Đây là Pocket, là bạch tiểu thư phía trước từ ta đây mua, có thể giúp các ngươi tốt hơn nhận thức Pokemon. Season đơn giản giải thích một chút. Các ngươi hiện nay đối với Pokemon còn rất xa lạ nói vậy các ngươi có rất nhiều nghi hoặc, bất quá những thứ này đều là có thể chậm rãi hiểu rõ, so sánh những thứ này. Vị mỹ nữ này, người đối với Charmander. Season ánh mắt lạc hướng sở khả liên, giờ phút này thiếu nữ đối diện trên tay mình điếm trưởng pocket thao túng lấy. Đúng rồi Charmander, lão bản, ta liền muốn Charmander. Sở khả liên lúc này mới nhớ tới, nhãn tình sáng lên đối với Season nói. Mới vừa Season nhưng là rõ ràng nói qua, Charmander là theo cái này chỉ vuông tuyết giống nhau có thể phun lửa. Xin chờ một chút. Season lộ ra nụ cười, đối với sở khả liên lễ phép gật đầu, hướng phía phòng kế đi tới. Luôn cảm giác nơi đây thật nhiều bí mật a, à, hơn nữa sáu cái đuôi tiểu hồ ly, lại còn có thể phun lửa. Thấy Season tiến nhập phòng kế, sở khả liên rốt cuộc nhìn không được mở miệng, trong lòng nàng thực sự có quá nhiều nghi ngờ. Pokemon Thuộc tính Loại này Pokemon thực sự chính là đơn thuần sủng vật sao? Lại là thủy lại là hỏa. Tiệm này là có bằng buôn bán, hơn nữa cái này dạng cũng tốt vô cùng không phải sao? Lâm sinh một lần nữa ông lấy vuông thiết, nghe vậy liếc mắt một cái sợ khả liên trả lời. Hắn cũng nghĩ đến rất nhiều, nhưng hắn cũng biết chính là, hắn rất yêu thích vuông thiết. Hơn nữa nhìn thấy vuông tuyết có thể phun lửa phía sau, hắn càng thích. Đặc tính to ren, dòng nước xiết ở thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm, thủy thuộc tính tuyệt chiêu uy lực biết tăng cường. Bạch thiển thiển điểm vào Squitter giao diện, nhìn lấy cặn kẻ to ren, dòng nước xiết, đặc tính rơi vào trầm tư. Cái này Pocket, nguyên lai like là cái này dạng. Sở khả liên lục lọi một cái, đem điếm trưởng Pocket nhắm ngay đang đang xem TV DNC. Tích DNC nham thạch, yêu tinh thuộc tính, bảo thạch Pokemon đặc tính. Clear Body tuyệt chiêu. Diamond Storm, Mombolac, Stone S, Light Lightscreen, Ancient Powercher, các loại, cabin đột biến thể, lóe phấn ánh sáng màu đỏ thân thể bị thừa nhận vì toàn thế giới đẹp nhất, đem trong không khí nguyên cố cạc chấm BON áp súc ở hai tay trong lúc đó trong nháy mắt chế tạo ra rất nhiều kim cương, là trong truyền thuyết huyển chi Pokemon. Pocket điện tử cơ giới thanh âm ở sở khả liên ba người vang lên bên tai. Nhưng nghe xong Pocket giới thiệu, ba người nhưng đều là kinh ngạc nhìn nghe được Pokét két tiếng quay đầu lại DNC. Mặc dù không quá nghe hiểu có chút không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, nhưng bọn hắn cảm giác cái này mỹ lệ tiểu khả ái DNC. Giống như là một đại lão. Phiếu phiếu lạp, ai xem Pokemon ER, ta chắc cũng sẽ gờ gờ hình ảnh lại thôi, còn ai chưa xem bao giờ, cũng gờ gờ hình ảnh nhé. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.